Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Nơi độc nhất ở Sài Gòn nửa đêm rợn người câu cá âm phủ. Hàng trăm cần thủ tập trung về một hồ nước lớn, nằm giữa nghìn ngôi mộ buôn cần, câu những con cá mang danh âm phủ trong cảm giác đêm huyền bí như tìm cảm giác lạ. Chiếc hồ rộng khoảng 300m², nằm lọt thỏm giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, một hướng giáp đường Bình Long, những hướng còn lại đều bao vây bởi hàng nghìn ngôi mộ đất lẫn xây, có chủ lẫn vô danh. Ở đây, người trần có thú vui gắn liền với cuộc sống người chết. Hàng ngày từ sáng đến tối khuya, hàng trăm người từ khắp nơi lũ lượt ôm cần về ngồi quanh hồ dưới những gốc me cổ thụ buôn cần tìm may mắn với những con cá dưới mặt nước đục ngầu. Xung quanh là hàng nghìn ngôi mộ mang những bài vị người đã khuất nhìn thẳng vào người câu như chăm chú theo dõi, khiến ai yếu bóng vía cũng không khỏi cảm giác lạnh mình. Theo một số người dân, cách đây hơn 10 năm, khu vực hồ cá bây giờ là dãy những ngôi mộ lộn xộn, nằm san sát bên nhau. Sau đó, những ngôi mộ này được hốt cốt đi nơi khác, xe cơ giới đưa vào đây và đào bới lấy đất phục vụ công trình xây dựng. Lâu ngày sẽ tạo thành một hồ rộng và sâu khoảng 4 mét. Mỗi khi mưa xuống, nước từ các nơi trong nghĩa trang theo ngóc ngách đổ dồn về, tạo một hồ nước trong xanh, cỏ mọc tùm. Thấy vậy, ông Hoàng 62 tuổi, một người dân địa phương, đồng thời là chủ đất đã mua cá thả xuống và mở dịch vụ câu cá giải trí, phục vụ cần thủ. Do hồ nằm sâu trong nghĩa trang, đồng thời cá ở hồ chủ yếu là cá trê, loại thường chui vào phần mộ của người chết sống, nên nhiều người câu cá ở đây thường gọi là hồ âm phủ, câu ở đây là câu cá của Diêm Vương. Theo ông Hoàng, hồ này đã có từ rất lâu, ông tận dụng và mua những loại cá như cá rô phi, cá trê, cá lóc, cá tra về để thả xuống phục vụ cho người câu. Hồ câu cá dịch vụ ông mở được khoảng 6 năm nay, ban đầu giá mỗi giờ là 10.000 đồng tới 15.000 đồng. Đến nay do chủ yếu thả cá lớn và tiền cá mua cũng đắt hơn, cung cấp thêm mái che ghế ngồi, nên giá của mỗi giờ câu hiện dao động từ 25.000 một giờ cho đến 30.000 một giờ tùy thời điểm. Qua ghi nhận của thanh niên, những ngày vừa qua có rất đông người tập trung về đây, nhất vào buổi trưa và buổi chiều, có lúc lên đến hơn 50 người. Một số người xem khu vực là nơi dã ngoại, đem cần câu tới đó và lên những ngôi mộ có láng bê tông sạch sẽ, mua bia về nhậu chung với người chết, khiến nghĩa trang quanh hồ đông vui như hội. Những người tìm đến đây, ai nấy đều trầm ngâm ngồi nhìn dưới dòng nước phẳng lặng, chờ cá đớp mồi. Thi thoảng có người giật lên những con cá tra rô phi, dãy đanh đạch và cười hấn hở. Càng về đêm, lượng cần thủ câu cá dọc quanh hồ cũng giảm đi, chủ hồ cũng bắt đầu thắp lên những bóng đèn điện nhỏ mờ ảo, tạo ra không khí hoang vu lạnh lẽo phục vụ. Người câu cá ngồi im lìm mỗi người một góc vật vờ như những bóng ma. Những tán cây me liên tục xào xạc trong gió như thử thách lòng can đảm của những người câu khi đến đây. Thay vì câu cá ở những con kênh rạch, sông ngoài trên địa bàn thành phố, nhiều người đã tìm đến đây câu cá như tìm cảm giác lạ. Phần lớn cá câu được, người câu đều không dám mang về dùng. Tuy nhiên cũng có một số người câu được xem như chiến lợi phẩm, đem về và bán lại những người bán cá dạo ven đường với giá rẻ bèo. Đồng thời, những câu chuyện huyền bí cũng được những người câu thâm niên tại đây bàn luận thêm phần ma quái. Bà Hoa 57 tuổi, một người bán nước trên đường Bình Long kể với chúng tôi rằng, trước đây hồ này nước xanh và rất sâu, mưa lớn kéo bùn đất chảy về lâu ngày cũng cạn đi. Thời gian trước, có mấy đứa con nít đi dạo quanh hồ chơi thì có một em bé rớt xuống vớt lên không kịp nên chết. Sau này mới được ông Hoàng mua cá về thả và làm hồ câu. Cách đây mấy tháng, một người câu đêm ngồi gốc cây me đang câu thì tự nhiên quăng cần bỏ chạy, lấy xe máy ra về không nói một lời. Sáng ngày hôm sau, người này quay lại lấy cần và kể, đêm trước thấy có một em bé mặc đồ trắng đứng cạnh hồ nhìn thẳng vào mình, em bé không nói gì mà chỉ đứng đó. Một lúc sau thì biến mất nên hoảng quá bỏ chạy, khiến ai nghe câu chuyện cũng lạnh gáy.